Nhưng Ronaldo có gánh cho đội bóng của anh suốt mùa giải vừa rồi hay không? Thì đây lại là chuyên môn, một câu chuyện hoàn toàn khác và chúng tôi trích nhận định của báo chí Anh cho có cảm giác thuyết phục hơn với khán giả. Những chuyên gia của họ nói như thế này. Tờ The Sun đã phân tích rất kỹ về sự ảnh hưởng của Ronaldo. Thành tích ghi bàn của CR7 vẫn rất đáng nể, nhưng người ta lại thấy những vệ tinh xung quanh tiền đạo 37 tuổi đi xuống. Ronaldo là tâm điểm của mọi đường bóng, dù anh không ở vị trí thuận lợi và các đồng đội có nhiều phương án tốt hơn. Ở tuổi 37, Ronaldo không còn di chuyển cơ động, điều đó khiến cho Manchester United luôn ở tình trạng thiếu mũi nhọn. Điều này khác với Ajax Amsterdam của Erik ten Hag. Ví dụ như mùa giải trước, trong màu áo Ajax, Sebastian Haller sẵn sàng chạy không bóng để các đồng đội đưa bóng xuống 1/3 cuối sân. Điều này trái ngược với Ronaldo, vốn có xu hướng nhận bóng để tìm cơ hội dứt điểm, nâng cao thành tích ghi bàn. Thế nên, việc Ronaldo gần như sẽ rời khỏi Old Trafford có khi lại giúp tân huấn luyện viên Quỷ Đỏ đỡ khó xử. Đường ai nấy đi, chia tay có khi tốt cho cả hai. Kết luận lại là Ronaldo không gánh Manchester United mà hình như là Manchester United mới thực sự gánh Ronaldo. Báo Anh còn cảnh báo là với cách chơi của mình, Ronaldo sẽ không dễ dàng tìm được một đội bóng mới vì anh chẳng khác nào một món đồ công nghệ tinh xảo nhưng lại mất hướng dẫn sử dụng. Mang về một người có thể đẩy phong độ của toàn đội lên hay một người có thể đảm bảo những chỉ số thành tích cá nhân khác biệt luôn là câu chuyện được nói tới nhiều trong thể thao.